Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Zontech 305i 2024 ra mắt tại Đông Nam Á với mức giá từ 103 triệu đồng so kẹp với Honda Vosa 310. Có nhiều cái nét sánh cạnh với cái dòng tay ga ăn khách Honda Vosa 310, nhưng Zontech 305i 2024 lại có mức giá bán rẻ hơn rất nhiều. Zontech 305i 2024 là một cái dòng tay ga cỡ lớn có nhiều trang bị công nghệ khi so sánh các mẫu xe trong cùng một khúc. Cái mẫu tay ga lần này chính thức được ra mắt thị trường Thái Lan với mức giá bán đề xuất là 149.000 bạc Thái, đổ ra tiền Việt nó tương đương là 103.500.000 đồng. Zontech là một cái thương hiệu xe máy cao cấp của Trung Quốc, hiện được phân phối ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Dự kiến cái sản phẩm của hãng Zontech có thể sớm được lắp ráp hoàn toàn ở bên Thái Lan. Vì thế, cơ hội để các ấn phẩm của hãng Zontech mở rộng tại thị trường Đông Nam Á, trong đó rất có thể có cả Việt Nam, sẽ không còn xa nữa. Mặc dù thuộc cái phân khối động cơ là 350cc, nhưng Zontech 305i 2024 nó được định vị ở phân khúc là Bisquister, tạm dịch là xe tay ga cỡ lớn, nhờ bộ phong cách thiết kế như cái dòng là siêu tay ga. Và trên thực tế thì 305i có kích thước ngang tầm với cái mẫu là Vosa 310, ADV 310 của hãng Honda hay là X-Max 300 của hãng Yamaha. Xe trang bị động cơ xăng đơn 4 thì 4 van trung tích là 349cc làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này cho phép Zontech 305i 2024 đạt được cái công suất tối đa là 36,7 mã lực, tại ngưỡng tua máy là 7.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đạt được 38 Nm, tại ngưỡng tua máy là 6.000 vòng trên phút. Sức mạnh này được truyền tới bánh xe thông qua cái hệ thống truyền động là CVT, dẫn động bằng dây cua ro. Diện mạo chiếc xe được thiết kế mang cho mình cái dáng vẻ là xe tay ga cỡ lớn, phong cách cao cấp sang trọng hiện đại. Đèn pha, loại đèn LED tích hợp cái đèn chạy ngày DLS, trong khi phía trước chiếc xe còn có một cái bộ kính chắn gió lớn có thể điều chỉnh bằng điện. Và bên ngoài cái thanh tay lái còn có thêm một cái ốp bảo vệ tay. Hệ thống trên xe gồm có cái bộ giảm sóc ống lòng phía trước. Phanh xe gồm có cái phanh đĩa đơn và hệ thống phanh ABS và chống bó cứng phanh. Bánh xe gồm cái mâm hộp kim 15 inch đi kèm với lớp kích cỡ là 120x715 lỗ không xăm. Màn hình điều khiển cái loại màn hình màu TT đi cùng với cái nền là ABS có cái độ phân giải rất cao tương tự cái màn hình điện thoại thông minh. Xe còn có tính năng kết nối với điện thoại thông minh qua cái ứng dụng Bluetooth. Bên dưới cái màn hình có thêm một cái cổng sạc điện thoại USB TA để sạc được rất nhiều thiết bị điện tử khác nhau. Phía trước có thêm cái ngăn chứa đồ để vừa chai nước là 1,5 lít. Phần yên ngồi rộng rãi với chiều cao chỉ dành tiếp cận 770m. Phần yên dành cho lái xe có thêm cái điểm tựa lưng. Sang đế chân thì thoải mái, giúp cho quá trình vận hành chiếc xe được thư thái. Bên dưới yên ngồi là cái cốp đựng đồ siêu rộng rãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy chi tiết nhớ like, share, subscribe.